Ok, xin chào các con trở lại với channel của Huy Phùng PC và mình là Review. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục chương trình test máy của khách. Thì anh khách này thì cái nhu cầu chính đó chính là làm dựng phim, dựng video, edit video cho YouTube, TikTok và các nền tảng video trực tuyến nói chung. Thì hôm nay thì mình hãy cùng anh em tìm hiểu xem là với một cái cây PC với mức giá không rẻ lắm, mức giá ở mức trung cấp thì nó hoạt động hiệu quả ra sao. Và đây là cái cây PC 4060 Ti thứ hai nhà mình build cho anh khách. Và chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay sau intro. Thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu về cấu hình nhá. Thì ở đợt trước 35 triệu ấy, thì anh khách có một cái budget yêu cầu đề ra là ngoài cái việc làm Adobe Premiere ra thì anh em cũng muốn làm về 3D nữa, và cũng muốn là VRAM thần nhờ nhất có thể cho mức giá rẻ là 35 triệu. Thế nên là ngoài việc cân nhắc giữa 3090 thì anh khách cũng cân nhắc là 4060 Ti. Lý do chính là vì là hàng mới, tại vì là mua để làm việc mà anh em, thì cứ phải hàng mới để bảo hành dài, cứ thế mà phang cho nó thích, cho nó gọi là cụ thể nhất. Thì với ở đây bên mình đã tối ưu lại cái combo sẽ sử dụng là i7-12700K. Tất nhiên là đây là một con CPU vẫn rất là mạnh chứ không có vấn đề gì phải lăn tăn cả. Và chúng ta sẽ có thêm là RTX 4060 Ti 16GB. Thì đây là một trong những cái bộ PC 4060 Ti đầu tiên, nhập thứ hai bên mình build cho mấy khách rồi. Thì tất nhiên rồi, chúng ta ở đây cũng sẽ có một cái mainboard là con B760M Plus. Thì cái con main này thì thực ra là kéo i7-12700 thì mình nghĩ là vẫn thoải mái, không vấn đề gì hết. Anh em cứ lo là không kéo được phải lấy main Z thì mình nghĩ là không cần, vì con này nó vẫn có đủ là 12 phase cấp điện cộng 1. Thì nói chung là với TUF B760M Plus Wi-Fi D4 này thì nó vẫn cứ gọi là thoải mái. Tiếp đến là về RAM thì ở đây thì mình chọn cho anh khách một con RAM là GSQ Trident Z5 RGB. Thì giá nó sẽ khá là mềm mại và dễ chịu hơn với cả Trident Z Royal hay những cái dòng cao cấp hơn. Và Trident Z này thực ra mà nó LED nó vẫn rất là đẹp anh em ạ. Ok ha. Tiếp đến là về cái tản nhiệt nước thì đương nhiên rồi, anh khách thì khá là thích đồ Asus. Thế nên là bên mình cũng chiều anh khách sử dụng một con tản nhiệt nước All-in-One LC240 của Asus TUF. Và hiệu năng của nó thì trong mức giá khoảng 1.9 triệu là mức giá mà mình nghĩ là không tồi với một cái tản 240 đến từ Asus. Thì đương nhiên rồi, cái cây Asus này nó chưa kèm fan, thế nên là bên mình cũng trang bị cho anh khách một cái pack fan TF120 của Asus luôn. Và đồng bộ với cả cái fan này thì đương nhiên là bên mình cũng đã build cho anh khách một cái vỏ cây. Và đây là một cái vỏ cây mà mình nghĩ là anh em sẽ khá là thích, vì cái vỏ cây này là vỏ cây Asus. Và cái vỏ cây Asus này thì nó có một điểm mà mình rất là thích, đó chính là cái thiết kế nó rất là giống những cái dòng sản phẩm của một thương hiệu mà anh em sẽ khá là quen, đó là NZXT. Từ phần mặt trước đến phần mặt hông đây, nhìn quen ha, như một phiên bản mini thu nhỏ vậy. Và cái vỏ cây Asus TUF này thì mức giá của nó là 1.5 triệu. Nói chung là một cái vỏ khá là đẹp và gọn gàng, thông thoáng để anh em lắp thoải mái. Ở đây thì bên mình đang lắp một cái main khá là vừa vặn, cùng với đó là càng thì anh em có thể lắp lên đến cỡ khoảng là 4070-4080, mình nghĩ là vẫn thoải mái dư dả vì cái cây này nó khá là dài. Hơn nữa là với cái cây này thì mặt trước anh em có một cái mặt lưới được hút bằng 5 châm, thế nên là tháo ra tháo vào nó vô cùng tiện, để vệ sinh các thứ là vô cùng là dễ chịu đó. Và mặt trước thì anh em vẫn có thể lắp 3 cái fan đấy. Ở phần dưới này thì anh em có vẻ như là đây mình lại chưa thấy lỗ bắt ốc, thì có thể ở dưới này anh em không lắp fan nhé, nhưng ở đây thì anh em mình nghĩ là ở đây thì về không gian ở mặt trên này mình thấy là vẫn có thể lắp được tốt tản 360. Thì cái vỏ cây này mình khá là thích vì nó rộng rãi, nhìn đẹp và nhìn rất là clean đó. Về cái vật cổng kết nối của con cây này thì mình thấy là khá là buồn là vì nó không cổng xi mặt trước. Mình thích là có cổng xi đằng trước hơn thì nó sẽ ok hơn đấy. Còn về cái nguồn thì đương nhiên là trong mức giá để lấy i7-12700 và 4060 Ti thì mình sẽ chọn cho anh khách một con nguồn 750. Thì trong mức giá này có CSK750 này, có Vespe AK700 này. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là sẽ chọn một con TUF 750 để lấy được cái hiệu năng lẫn là chất lượng linh kiện tốt nhất, mặc dù là 80 Plus Brown nhưng mà chất lượng liên kiện bên trong của nó thì không có điểm gì để chê cả. Vậy thì với cái cây PC này thì hiệu năng chơi game thì mình sẽ không muốn bàn đến nhiều lắm, vì lý do chính là anh khách mua về thì không phải để chơi game, nhưng mình vẫn đá qua một vài tựa game nhẹ để anh em tham khảo thử. Thì với cái cây này thì mình khi mình chơi với cả tựa game là For Honor thì hiệu năng của nó cho ra vẫn rất ấn tượng, và đặc biệt là cái nhiệt độ rất là mát nhá. CPU chỉ loanh quanh khoảng 5X, Vega chỉ loanh quanh khoảng 6X. Mà với con Asus Duo RTX 4060 Ti 16GB này thì cái hiệu năng nó cho ra thì mình thấy là cũng không có điểm gì để chê cả. Tuy nhiên thì cái card này nó sẽ nhìn hơi bé vì là bản Duo mà. Nếu anh em bù lên một chút tiền anh em có thể lấy bản Pro Art trước mình làm review ấy, nó có 3 fan nhìn nó đẹp. Và mình nghĩ nó sẽ tôn cái cây này hơn là cái con Asus Duo này. Nhưng anh khách thì muốn tối ưu chi phí vì hai phiên bản này cũng chênh nhau vài trăm nghìn. Đó. Cái này tùy anh em nào build thì anh em muốn theo sở thích thôi.
Thế thì với cái KPC này thì mình đã thử làm qua với project bên mình là làm về một project video 4K. Và khi mình áp thử những cái lower third hay là những cái layer video ấy, thì nó chỉ gặp khó ở đoạn là khi mà mới preview lần đầu ở những cái phân đoạn là có tới 4-5 layer video và transition cùng một lúc thì nó xảy ra hiện tượng drop nửa số frame. Nhưng mà quay lại lần 2 thì đương nhiên là nó sẽ hết. Và mình có thể review cả project đó một cách mượt mà ở cái preview là 1/2. Đấy, review full thì cũng được thôi, nhưng mà mình thấy là đa phần anh em sẽ sử dụng 1/2, 1/4 là review nhiều đúng không? Đó. Còn về cái nhiệt độ trong cái quá trình hoạt động thì mình cũng không điểm gì phàn nàn cả. Và rất là độ ồn của cái sản phẩm này thì cái KPC này chúng mình build rất là tối ưu, thế nên là cái độ ồn của nó trong quá trình hoạt động nặng thì nó cũng không quá là nhiều. Đó. Còn tổng kết lại về bộ PC này thì đây là một bộ PC nó là tối ưu nhất về cái việc là anh em thích build đồ full ASUS này. Thì chúng ta có sẽ có tản, có main, có Vega, có vỏ cây, có nguồn. Đấy, trừ RAM với CPU ra thì không làm gì. Có một cái hệ thống hoạt động mát mẻ và yên tĩnh thì là cái điểm quan trọng nhất. Và hơn nữa đó, nó là đồ full mới. Tất nhiên là với 35 triệu anh em có thể build những cặp thấp, cặp mạnh hơn, nhưng mà cái giá tiền nó rẻ hơn thì cái đấy mình không bàn thấy làm gì. Đó. Nhưng mà đồ full mới để kiếm cơm, một cái PC để đào ra tiền thì nó sẽ là một trong những sự lựa chọn mình nghĩ không tồi. Đó. Còn anh em nghĩ sao về bộ PC này? Nếu anh thấy bộ PC này đẹp hay là thấy là nó cũng phù hợp với nhu cầu thì inbox ngay fanpage Huy Phùng PC ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.